Vâng, kênh Ahi bán hàng trên mạng trực tuyến lại xin trở lại với tất cả mọi người. Hôm nay cái mình muốn mang đến cho mọi người một cái sản phẩm thật sự là của cái nhà nước sản xuất ra, chứ không phải là của nhập ở bên Tàu, bên Mỹ hay là bên gì đâu. Giá cả phải chăng, chỉ có mấy nghìn thôi mà mình có được một cái rổ giá đựng rau dưa rồi các kiểu con đà điểu. Cuộc sống mình tiện lợi lắm, kể cả mang đi đãi vàng cũng được. Đây nhá, đây là cái giá sản xuất trên công nghệ là 4.0. Không ai làm chủ công được như thế này đâu, chỉ có nhà máy hiện đại mới sản xuất ra được cái giá nhựa như thế này thôi. Bền đến lúc hỏng này, tôi đập vỡ luôn, nhưng mà nó chỉ hỏng thôi. À, xin lỗi, cái hàng này là hàng mình cầm nhầm, cái vợ mình mua ở bên Tàu. Cái này vứt bỏ đi. Đấy, để mình giới thiệu với các bạn một cái mặt hàng chính xác của Việt Nam. Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam nó mới bền. Đây nhá, cái chậu này mình dùng được khoảng 1 năm rồi. Mình sẽ thử cho các bạn xem là cái độ bền của nó đến mức độ nào nhá. Đấy, thấy không? Đập rất nhẹ nhàng mà nó không có ảnh hưởng gì. Các bạn thấy bền không? Bền đến lúc hỏng luôn. Tôi đảm bảo luôn với các bạn là nếu mà comment mua hàng của mình sẽ có bảo hành 100%. Bảo hành là đến lúc hỏng thì thôi. Đấy, nói các bạn là như thế là yên tâm rồi đúng không? Đấy, đấy là một mặt hàng mình muốn giới thiệu đến mọi người trên cộng đồng mạng, là để tìm hiểu như cái mặt hàng nào tốt, mặt hàng nào là mình cần sử dụng. Suốt ngày like với trẻ chim, làm gì có người nào mua đâu mà ngồi phơi nắng giữa trời này để còn like. Ảnh cũng lắm chuyện, mà cái chậu rửa mặt này nó mòn, nó vỡ đến nơi rồi, có mang ra bán làm gì có mai nào nó mua. Mày, đúng là cái con vợ đái không qua ngọn cỏ nó thế mà. Người ta đang làm cái chuyện lớn. Lớn cái gì mà lớn? Xin lỗi, đây là câu chuyện gia đình. Người ta phải đi mua những cái mặt hàng thiết thực, đồ gia dụng hàng ngày, đồ mới, hoặc là quần áo, hoặc là đồ ăn vặt. Mình đi bán dần những cái đồ cũ nó mang ra livestream thì người ta nhìn thấy rồi. Xin lỗi vợ luôn nha, không hiểu gì 4.0 thì đừng có nói nha. 4.0 không phải là không biết mà không nói, nha. Biết rồi mình phải nói ở trên rồi. Cái mạng mới gọi là 4.0. Đúng rồi, có tí tẻ và phát ra là hăng ngồi ra kia mà like luôn thì gì giúp gốc cây. Mày coi thường tao hơi quá rồi đấy. Chả thế thì còn gì mày nữa. Mày có không nhìn thấy là cái lợi và cái hại ở trên cái mạng Facebook à, cái mạng truyền thông à? Này, cái hại cũng có mà cái lợi thì còn nhiều hơn nếu mình biết tận dụng. Có những người buôn thúng bán mẹt nha, mới cho muống thôi đăng lên nhà em có cho muống sạch, sâu không bao giờ cuốn lá. Này, xin lỗi, là thấy thế là ngoan mơn mở người ta tìm đến người ta mua. Đằng sau xin... mở ngoặc vì một ngày phun thuốc một lần. Đấy chỉ là những cái người nó bán hàng giả dối, nó chỉ được 1-2 lần thôi. Mình làm ăn, làm thật, việc thật. Hôm qua livestream của buổi đi kêu bán được con trâu cho ông, từng bao giờ có ma nào người ta đến xem đâu. Mày còn chưa nhìn thấy cái hiệu quả của tao bán hàng ở trên công nghệ đâu. Có người điện cho tao rồi đấy. Có người ta đang đi trên đường về với nhà mình để hỏi thăm xem con trâu đấy là của ai đấy. Ông bảo từng qua rồi chả có ma nào đến nhòm ngó được con trâu gì đấy. Mày không... Chả livestream còn 4-5 triệu đến hỏi livestream gái nó nghe có vẻ mất cả lộc thế nào ấy. Thế nào gọi là đàn bà? Hiểu rất ngắn luôn, không hiểu kiểu rộng dài. Hiểu không? Tao bán livestream là đợi những người ta có nhu cầu thật sự. Hiểu không? Người ta sẽ tìm đến mình chứ không phải tìm đến ông vãi. Không phải tìm đến bố vợ của tao. Hiểu không? Lúc nào có người đến mua hàng hay có đến bốc phét. Đây này, lai thì chín tiền chưa được nghìn nào, nó phá cả cái rổ rửa rau rồi đây này. Mày biết vì sao mà mới đậm nhẹ cái mà cái rổ này nó hỏng thế này không? Tao đang bực với cái chuyện này đấy. Đấy, chính vì nó phá phách thế đấy. Chính vì cái rổ này mà mày là cứ tham rẻ mua cái hàng China, hàng Tàu về để tao dùng thì nó mới yếu như thế. Tao cứ tưởng là cái rổ của cái hàng Việt Nam chất lượng cao đấy, tao mới mang ra quảng cáo. Cầm nhầm thôi nhá. Từ trước nay làm nhà gì có tiền mua dùng đồ xịn. Trước khi live stream người ta phải xem mặt hàng mình cứ bạ đâu live stream đấy thì mất hết khách rồi phải. Thế thì mít. Anh ơi. Anh nhỉ? Anh gọi anh Huy bán trâu không nhỉ? Đây đây đây,
Đấy, đúng 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 nha anh ấy. Thế là anh... Tôi gọi điện cho anh lúc sáng đấy. À chưa, thấy chưa? Đây, anh giới thiệu với vợ nhá. Đây là cái một trong những khách hàng mà ở trên mạng 4.0 đưa đến cho tao đấy. Anh đến đây là muốn mua cái con trâu đấy à? Đúng rồi, tôi muốn mua con trâu mà anh quay trên mạng đấy. Chuẩn rồi đấy anh ạ. Cái trâu của em thì anh cứ xem qua là nó sẽ cảm thấy nó ưng ý luôn. Con trâu của tôi thì là 4 quấy 2 chiều. Đấy. 2 chiều á? Không, 4 quấy 2 chiều là nó là cái... 2 thiều, 2 chiều thì anh cứ làm như cái điều hòa, cái máy lạnh mà để 2 chiều. Không, 2 chiều. Tôi đúng nói rồi. Tôi nói không rõ thôi. 2 chiều. Rồi. Đấy. Móng hến nha, chân tay to nha. Mặt mũi là cao to mặt lớn. Đấy, nói thẳng là như thế. Thì tôi không tin tưởng anh lắm nên là tôi muốn lên xem trực tiếp cho nó chắc chắn. Vâng, để em dẫn anh đi lên chỗ nhà ông ngoại em. Em cũng chỉ bán hộ ông ngoại em thôi. À thế à? Vâng. Là đi chỗ khác à? Đấy, lên chỗ nhà ông ngoại em thì anh yên tâm, hàng Việt Nam chất lượng cao luôn. À thế à? Bền đến lúc hỏng, em nói thề luôn đấy, không bao giờ nói sai. Thế đi, cho tôi đi lên đấy nhá. Đây, anh lên đây. Cả bố tôi cũng đang đây. Cái con chơi này nó nhát quá. Không nhát đâu, nó thấy người lạ nó thế đấy anh ạ. Còn thực ra là nó thân kia. Đấy, chỉ có bố tôi là cái chủ nó quen hơi không thì... Không sao đâu, nó không sao đâu. Đây, anh nhìn em. Chưa nhìn đã thấy thích rồi. Em nói thật, không phải em quảng cáo đâu, nhưng mà em nói là vống lên để cho anh cảm thấy là nó có đúng hay không thôi. Nhìn này, anh nhìn thấy không? 4 quay 2 chiều. Mắt bồ câu nhá. Đầu trông nghe nhá, chứ không phải là chuyện đùa. Nhưng mà tôi xem qua thì anh cũng quảng cáo cũng thật đấy. Sao lại không thật? Chân tay là to đấy. Tay là mít, mít lồng mặt, anh cứ sờ vào đít đó là biết nó to hay không. Đứng đây nhìn là thấy rồi, cần phải sờ. Đấy rồi thì này anh nhìn này, trống này nó có cả da phả đấy. Em nói thật là giống trâu nhà em là có giấy tờ đúng không? Đúng rồi, gia phả đàng hoàng từ đời ông cụ bà nội của bạn nó ấy, là mang cái giống gọi là đu, anh hiểu không? Giống đu là để rất sai. Nếu mà về nhà anh mà giống của anh mà tốt mà phối vào cái con trâu của em này ấy, kiểu gì để như lợn luôn. Không phải đu đâu mà là trâu Mura. À, trâu Mura. À, đấy đấy, có nghĩa là em gọi tắt là đu. Anh hiểu không? Cái đấy thì tôi cũng không nắm rõ lắm đâu. Thế đấy, chính vì anh không hiểu thì em phải nói là để cho nó rõ cái ngọn ngành là mình tìm con trâu như thế nào cho nó đảm bảo được hết những cái thông số kỹ thuật rồi gì đặt kính tính về con trâu là nó như thế nào, anh hiểu không? Tôi chỉ cần cái con này làm nào về mà nó đẻ tốt là được. Anh yên tâm luôn, nếu mà giống của anh tốt, em vẫn nói mà, nếu mà giống của anh tốt, anh đánh vào con trâu này kiểu gì nó đẻ. Thậm chí là trước á, cái đời cụ kỵ của con trâu này ấy, là nó đẻ gọi là có khi sinh 4 sinh 5 cơ. Đấy. Ôi, chưa thấy con trâu nào đẻ sinh 4 sinh 5 đâu. Thế thì em mới nói là quan trọng là nó phải hợp giống. À. Giống của anh hợp với nó thì nó sẽ là ra được cái giống con là vừa to, phàm ăn, sinh nở tốt, đẻ sai. Đấy, anh hiểu không? Ở khu vực tôi chỉ thấy trâu sinh 2 là hiếm rồi đấy. Thì đấy là hiếm, nhưng mà thật sự là không có gì là không có trên cái cuộc đời này cả. Anh cứ vào mạng anh tra xem, trâu đẻ như lợn, sẽ có cái hình ảnh trâu đẻ như lợn. Thế nhưng mà cái giá cả anh nói cho đấy, liệu có thương lượng đàm phán được không? Đàm phán cái gì? Đấy là em nói với anh là người thật việc thật, chứ em không bán giả dối. Thí dụ mà như con trâu của em này mà em vỗ vào đầu nó bảo đây là con bò, hoặc là con lợn, hay là con chó con mèo chẳng hạn, thế thì anh thấy nó vô lý. Em bảo con trâu là con trâu. Thì đồng ý nó là con trâu rồi, nhưng mà tôi nói là cái giá cả của nó ấy. Có nghĩa là anh đang băn khoăn về cái giá cả con trâu này gì? Được rồi, xem có bớt bát được tí nào không? Đây, anh ra đây em nói nhỏ một tí thôi. À, thật sự là cái con trâu này theo cái tâm nguyện của bố vợ em ấy là muốn bán là 24 triệu. Được. Đấy, nhưng mà em thật sự là nó phải có cái... gọi là thiệt hại về sức khỏe rồi thì có cái nước bọt em là tôi hiểu rồi, ý anh là anh muốn kiếm tí gì? Không phải kiếm tí, nhưng mà có nghĩa là em sẽ
để cho anh là 24.500, anh hiểu không? Để rồi, có okay, cái 500 okay. Đấy nó gọi là cái đi lại thôi, chứ em không, em sợ là ông nhà em lại nghĩ em là bán trâu cho ông, em lại phải vì 100-200-500 nó khó anh. Rồi hiểu. Tôi hiểu rồi, cái đấy tôi hiểu rồi. Thế là được rồi, thế anh có bằng lòng với cái giá đấy thì... Rồi rồi, tôi chốt con này luôn. Bố ơi, bố ra đây con bảo. Đấy này, cái anh này thì anh ấy đã chốt cái con trâu này rồi. Nhớ bố bằng lòng bán cho anh đấy là 24 triệu đúng không? Thì bây giờ anh ấy thấy thích quá rồi. Là anh ấy giả 24.500. Là 500 đấy là anh bảo là bồi dưỡng cái cho con cốc bia, cốc nước. Đó thì cái đấy con cũng không lấy của bố đâu. Bố yên tâm thì bố có cho con được đồng nào nữa thêm thì cho. Đấy là do hai bố con anh là thỏa thuận với nhau. Đúng rồi. Còn tôi giả đủ 24 triệu rưỡi là tôi dắt con trâu về. Đấy mới gọi là thuận mua vừa bán anh ạ. Tôi không bán đắt bán rẻ cho ai cả. Thế thì cháu mấy ông với cả mấy anh vào là để cháu gửi tiền thôi, để cháu dắt trâu về không, chưa nắng rồi. Đi đường nó hơi xa. Nhưng mà chắc chắn đấy nhá, để khỏi phải cắt cỏ nhá. Nhưng mà nói xin lỗi anh là đây là em đăng ở trên, em cũng nói rõ ràng là không bao tiền ship về nhà đâu nha nhá. Em rồi, nói tôi tự dắt nó về. Vâng đấy. Có về ra hàng cho họ gì không đấy? À cái đấy thì tùy tâm không ạ. Ông cho con 100-200 gọi là tí lộc lá về cho nó con của cho nó nhanh lớn, mau trong lớn không ạ? Thế được rồi, nhưng mà đây ông bán thế mà cứ phải ra hàng này. Rồi ạ. Bố, con nói bố là người ta đã kết mua rồi thì bố ra hàng người ta chỉ gọi là một đồng lộc lá thôi, để gọi là cho con trâu nó mau ăn trong lớn thôi, cho nó tốt thôi bố. Chẳng hạn như là thôi thì thật sự là con trâu tôi cũng bán tiếc lắm. Bố cứ nói người ta thế là đưa cho người ta 12.000 thôi. 1-200. Thế thì 2.000, cứ mà bán con gà là bán ra hàng 1-2.000 rồi. Thế thì cái con trâu nó ra nhà người ta 1-200 không sao đâu. Tại sao bố lại không hiểu ý của con nhỉ? Bố cứ đưa tiền cho con xong chẳng hạn như là bảo là 180-200 đấy thì bố đưa con sẽ có cái trách nhiệm để con ra hàng cho người ta. Được rồi, thế tí nữa về bảo bố đưa tiền cho con là con ra hàng vâng, cho người ta bao nhiêu ra nhá. Đấy nên nó phải thế. Nhưng vâng. Mà ra hàng người ta vừa cũng phải khá tí vào, không có mang tiền. Được rồi, bố yên tâm đi. Con người biết ăn ở mà. Đấy như thế là cháu xuôi đi bố ạ. Bố thấy con rể của bố có nhạy bén không? Trong cái công cuộc 4.0 nó phải nhanh và thoáng. Bố ạ, cũng nhạy bén đấy. Vâng. Con thật sự là cái lúc mà nó dắt trâu về, con chỉ sợ là nó lại nghĩ mình phải bao cái tiền ship, bây giờ lại gửi qua bưu điện bưu điếc nó phức tạp lắm. Đấy là như thế. Thì đấy thì bây giờ xong xuôi rồi thì con cũng bán được trâu cho bố rồi. Thì con muốn là ăn mừng cái phương thức bán hàng mới này của con. Con mời bố xuống chỗ con là bố con đi đánh chén một bữa. Bố có phải cầm tiền đi không? Đấy bố cũng nên cầm đi bố ạ. Chứ để ở nhà nhớ cái những cái kẻ gian ở hàng xóm xung quanh nó soi mói thấy mình bán được con trâu ngần này tiền hàng 20-30 triệu chứ phải ít đâu, mà nó vào nó cuống mất thì là nó sẽ tự nhiên là công cốc. Rồi thì chắc chắn bố à con cầm với bố nhỉ? Con không ăn dám cầm hộ bố đâu, bố cứ cầm theo của bố đi. Đấy bố con thì cầm đi cũng con sợ mất à? Không, con sợ mang tiếng thôi. Cầm hộ mang tiếng thì cầm hộ nhớ cả, con không có muốn liên quan đến đồng tiền, nó phức tạp lắm lắm. Bởi vì quan điểm của con là cái đồng tiền nó là tiền con người đó. Là thí dụ mà bố mẹ mà có tiền cho con thì nó lại khác. Đấy nhưng mà bố lại bảo con cầm hộ thế nhớ cái mà con lại tiêu mất chả có giảm, nó thành ra nó bố con nghĩ với nhau nó khó. Đấy đầu tiên liền khúc ruột bố ạ. Nói tóm lại là bây giờ bố con mình mà có đi đánh chém một bữa thì bố cứ cầm tiền đi cho nó an toàn. Để bố bác cầm tiền đó nhá. Vâng. Đấy bố ạ. Thì xuống đây rồi bố cứ thoải mái đi, bố không phải ngại cái gì cả. Bố con mình là thật sự là sống trong cái tình cảm gia đình. Bố con chỉ là con rể thôi, nhưng mà khi bố hiểu con thì con còn cả hơn con đẻ chứ. Đấy thì bố ạ, thì bây giờ sắp đến cái chỗ mà bố con mình có thể là tạo ra một cái buổi
gọi là liên hoan đi. Nhanh nhanh, bố đói lắm rồi. Bố đói à? Ừ, vâng, nhanh nhanh nhanh. Đấy, bố thấy không? Ở dưới chỗ con là không thiếu cái gì cả, bố thích ăn cái gì là có cái đấy. Chủ quán ơi, à, ra đây cho xem có cái món gì ngon ngon, nhậu uống lấy độ khoảng két hai cái bia thôi bố nhỉ. Thế thôi, à, bố con mình nó cứ phải vui hết mình. Hôm nay là thật sự là con thấy là con làm được một cái việc lớn là giúp cho gia đình đó. Ra đây bố, bố sang bên này ngồi cho mát. Ừ, như quán này đẹp đấy nhỉ. Ôi phong thủy lắm, thật sự là quá phong thủy luôn. Quán này đẹp đấy bố xem, phong thủy hữu tình đúng không? Ừ, núi non rồi thì mình có thể bao quát hết ra cái xã hội bên ngoài nó hoạt động như thế nào. Đây núi non à? Vâng. Con núi non à? Thì vâng. Bố sợ núi non hiểm trở lắm. Núi non hiểm trở là thế nào bố? Là ý là sợ là ăn xong cái người ta lại giữ luôn ở đây ấy. Không. Tại sao bố lại cứ phải giữ cái quan điểm trợ trệt thế nhỉ? Mình là người có tiền cơ mà. Bố lại, chẳng nhẽ bố lại sắn với con cái buổi hôm nay bố con gặp nhau à? Không sắn đâu, nhưng con, mà lo thế. Con mời bố chứ không phải là bố mời con. Bố yên tâm là như thế. Anh chị ơi, chủ quán ơi, cho tí cái gì đồ nhậu ra đây đi. Cái gì ngon nhất, rẻ nhất và bổ nhất thì mang ra đây cho bố con nhà em được ngồi một buổi là tí lý luôn đấy. Được, cứ cho cái gì đã đáp vọng được. Thích ăn gì nào? Cho cái gì đã đáp vọng. Tôi nhiều bát được mà. Cho mực tươi sống đi. Sao chậm chế thế nhỉ? Có coi là thượng đế hay không đấy? Chờ chút có ngay nhá. Đừng để tự ái khách hàng là không được đâu. Bố cho con xin điếu thuốc. Con ghét nhân như... Bê ra cả thùng nhá. À vâng vâng vâng. Bố sao lại sợ nhiều nhỉ? Con mời bố mà bố lại cứ phải lo nhiều ít nhỉ? Bố con mình cứ tiệt gái đi. Không phải nghĩ cái chuyện đấy. Hôm nay là bố con mình say. Không về. Không về. Mà về. Say cũng không về. Gọi là không say không về mà say cũng không về đấy. Rồi cứ uống đi, uống kẹt đi. Mấy khi hôm nay bố được con rể bố mời. Uống đi. Vâng, bố không phải lo cái chuyện đấy. Đây lại uống tiếp đi. Cứ uống đi. Đây uống đi. Uống đi. Ô này hàng phết định nhỉ. Mấy khi bố được con rể bố mời. Uống đi. Con lúc nào nó chẳng là con rể thảo của bố mà bố cứ phải lo cái đấy. Cứ uống đi. Bố ơi, nói tóm lại là bây giờ bố con mình uống cũng đủ rồi. Thì con chúc sức khỏe bố một lần nữa. Sao là bố sẽ hiểu thêm về cái thằng con rể của bố là nó chân thành đến mức độ nào. Bố hiểu không? Thì cái này là con muốn nói là bố sau có cái mặt hàng gì cần bán bố cứ phải gọi thằng con rể đầu tiên, đừng có gọi thì cái thằng khác mà nó đến nó lại lợi dụng là nó bịp bố là bố không biết được làm mà lần đâu. Thật sự là cũng tương đối là nó rồi đấy bố ạ. Bán ơi, ra xem thanh toán cho cái hết bao nhiêu tiền bố tôi gửi cho cái để bố con tôi còn về. 375.000. 375.000 thôi bố ạ. 375.000 ạ. Vâng, còn có chuẩn ấy không đấy, cộng sổ chuẩn không đấy? Chuẩn rồi. Thì chết hỏng rồi, vợ con thế nào mà sáng nay con đi lên nó lại rút tiền ở túi quần con rồi. Đấy thì con có 25.000 đây thì bố còn đâu bố phụ cho con. Thế là sáng nay là vợ con móc một túi à? Đấy, con gái bố chứ có con ai đâu. À? Vâng. Thế thì nó sợ nó cũng giống mẹ nó. À thế à? Cái lò nào thì ra ừ. Cái của đấy. Ủa thế thì bố còn thế này thế thì. Ừ, rồi thế thì được rồi, để về bố và bố thanh toán lại nhá. Dạ vâng bố hộ con cái này còn chạy rồi, có khi là còn chả biết được là người ta tính toán có chuẩn không. Bố cứ vào trong đây đi. Đồng hoàng thế mà hết gần 20.000 bạc chứ ít à. Ôi.
Ôi, nghĩ kiếm ra đồng tiền mà khó khăn thế không biết được. Bao giờ cho nó có thoát được cái chương nghèo dính ở trên người đây. Nhục quá là nhục thôi. Mà con Mẩy Thanh còn đi đâu rồi không biết. Đã tiền chả có vô. Suốt ngày chỉ thấy khách mới khứa thôi. Thế mày... có im đi không? Mẩy Thanh đâu? Mày... gì đấy? Mày ra mà xem con chó nó nói cái gì đấy. Anh nói thế mày nghe được à? Xem cứ từ sáng đến giờ còn chưa cho nó ăn được cái gì đây này. Rồi ôi, nấu cám đây rồi. Đợi cho nó nguội cho nó ăn thôi. Có thế mà không làm được cũng phải gọi vợ. Mà anh à, xem hay là anh xem có con gà ốp đấy, đun nước mổ đi, tí nữa ông cùng chơi đấy. Tí nữa ông ngoại xuống chơi á? Thì nãy ông vừa gọi điện xong ông bảo là lâu ngày ông không xuống. Hôm nay ông rảnh rỗi không đi làm gì thì ông bảo là ông xuống chơi thì khả năng là chiều ông mới về. Ê, có chết dở không? Sao lại chết dở? Sao lại xuống chơi vào cái giờ này? Thì phải đến nửa năm nay ông không xuống nhà mình còn gì nữa. Mà lâu lắm rồi đợt này bác bá về thì trông cháu thì ông mới đi được. Thế mà tao cứ ngỡ này, ông mới xuống được vài hôm. Anh nói nghe buồn cười thật. Thế anh không thích ông xuống à? Thì ông phải xuống xem con cái vợ chồng làm ăn thế nào chứ. Có, thích. Thích nhưng mà thích giờ thích vừa vừa thôi. Thế ông là chỉ nắm xuống với con một lần thôi chứ. Anh sống thế thì có mà cả đời ông trả xuống đến nhà mình ý. Ui, đầu hết cả đầu. Suốt ngày xuống thăm con thăm cháu thế này chỉ cái trạch nghiệp à. Hay là anh ấy đi ra bắt, em bắt nước đây thì anh bắt con gà đi để mổ cùng ông xuống đến nơi rồi đấy. Mổ hẳn con gà để đái ông à? Thì cả nhà còn một con gà ốp đấy thì chả mổ gà đi làm thế nào, bây giờ đi chợ không có tiền. Hết sạch tiền rồi còn đâu nữa. Cả nhà cả cửa có mỗi con gà để cho nó sinh đẻ, có quả trứng để nhân đàn ra để còn hy vọng là sau còn bán được con nào chứ. Thịt mất thì lấy cái gì mà phát triển kinh tế. Hay là anh nhờ, mà nhà mình ấy có 4-5 con chó đấy, cũng đến tuổi thì được rồi, hay là mình thịt cả con chó đi cũng được. Cái gì mày bảo thịt hẳn con chó á? Ông ăn được bao nhiêu mà thịt hẳn con chó như thế? Thì bây giờ ông ăn được mấy đâu, chủ yếu là vợ chồng mình với hai nữa là ông ngoại xuống ý, thì chả mấy khi mình phải mời cả ông bà nội sang á. Bỏ ngay cái quan điểm đấy đi. Thì phải có nội có ngoại thì lúc lại bảo là... Đừng có lôi lại cả ông nội, ông ngoại, ông bà trẻ nữa gì. Lại phải cộng thêm cả rượu này. Rồi thì lại món tráng miệng này. Nó nhiều thứ nó bấu víu vào đấy. Thế bây tiền giờ... đã không có rồi. Mà các ông già cả rồi. Răng yếu ăn thế nào được cái món đấy nó dai. Nhưng mà anh nói nghe buồn cười thật. Cả năm ông mới xuống. Mà bây giờ nếu như ông bà nội nửa ở xa năm. Thì nửa năm mà ông bà nội ở xa đã đành. Đang đời á, đầu vườn với đuôi vườn như thế này. Mà chả nhẽ là bên này con cái muốn bù khú ra mà lại không mời thì đến lúc lại ông bà trách. Mình ấy thôi, giấu giếm thôi. Mà các ông thông gia lâu ngày gặp nhau nhiều chuyện để hỏi. Chị ông đi sang bên các ông bà nội nhà mình chơi thì các bác các chú ý đi tự lo lấy. Mình nghèo khó thì tôi giấu giếm thôi. Giờ thí dụ mà ông xuống ấy thì xem cái gì nó hợp khẩu vị với ông thì mình còn mua. Chẳng hạn như là thôi thì tráng lấy quả trứng nó mềm ấy ông ăn cũng thấy thích, hay là mua lấy 2-3 bìa đậu chấm mắm tôm. Úi trời, cái món sở trường của những người có tuổi răng yếu đấy, ăn nó thun thút nó cũng ngon hơn chứ. Nếu mà chỉ con gà thì nó dai, các ông yếu răng rồi cán miếng thịt gà nó như nhai nhau nhất mãi chả được miếng. Thế là anh lại phải ăn, mang tiếng ra, gọi mời được bữa cơm bố vợ thì con chỉ lại một mình chán hết. Em hiểu không? Mình phải nghĩ xa thế.
tránh cái tiếng là mình thế nọ thế kia. Đơn giản anh mới nói là thôi qua qua thôi. Mà anh Kiệt nó vừa hỏi thì anh nói thế mà nghe được à? Tới mặc kệ anh không muốn xuống, ông xuống thì thôi. Đấy em gọi điện em bảo ông cũng được. Em hiểu nhầm ý anh chứ. Không phải là anh là không muốn ông xuống chơi. Đúng là. Ôi, tao thấy nghĩ cũng khổ lắm thôi. Muốn nuôi chúng mày to to tí để bán xem có được đồng nào không. Còn để đấy còn gửi ngân hàng tính cái chuyện duy trì cuộc sống. Thế này mà tao cứ phải thịt mày để đãi khách thì chót đứt ruột cho đấy. Con gì à? Ôi, bố... Ơi, thế bố lại xuống à? Thì nửa năm nay xuống mày bảo lại xuống. À không, con nói là lâu lâu rồi ấy. Thế con rể hôm nay định đãi bố món gì đây? Con thì... Cái gì con cũng có thể là... Bố thích ăn cái gì là con sẽ chuẩn bị cái đấy để bố con mình ngồi với nhau. Bố thì cái gì chả thích ăn, cái gì bố thích. Thì con thì ở nhà thì giờ nó cũng chẳng có cái gì, bây giờ muốn ăn thì phải ra chợ thôi, chứ còn ở nhà thì có con gà đấy thì nó lại còn đang ốp mị đau chứ. Lại còn đấy, bố có biết không mà, bố vẫn bảo con là xem mà nhân đàn lên sau mà có bán được đồng nào. Cái gà lại ốp mất rồi à? Vâng, con gà đã ốp rồi. Ừ, thế thì cũng được, khả năng bố ở từ giờ đến tối đấy. Thôi làm ổ trứng luộc trước, con gà thì tối cũng được. Đỡ phải đi chợ. Không ăn cái đấy nó không, mà hai nữa nó dai quá, không ngon. Thì ăn trứng trước nó không dai đâu, để xem nào tối mới thịt gà mà ăn tiếp. Khỏi phải đi chợ, nó bây giờ đi nó. Chợ, nó cúm virus này đi ra chợ xa lắm, mà lắm người người ta cấm cách ly đấy, không phải đi đâu. Nhưng mà bố ạ, con tính là thế này này, cái món gà đấy thì nó bình thường quá, ăn gà tơ nó mới mềm, nó mới... Các ông con muốn gọi là các ông nhà con sang nữa thì cái răng các ông cũng yếu, ăn cái đấy nó... Ủa thế con không hiểu rồi, ăn cái trứng nó còn non hơn cả gà tô ấy. Cứ tạm ăn cái trứng trước đã. Trưa nay không phải mời ai đâu, không phải gọi các ông các bác đến đâu. Vâng, vâng. Mình hai bố con mình thôi. Vâng, 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 thế cũng được. Thế bố xem để con ra xem cái trứng xem nó có ấy không đã. Ủa? Thế nào? Đen thật đấy. Mấy ngày con không để ý mà ra kiểm tra ổ, nó sắp xuống ổ rồi. Nó còn hai quả, nó ba quả nó vẫn chưa nở hết, nó vẫn đang chuẩn bị chỗ ngọ nữa. Thế trứng nó đen hay là bố đen? Bố ấy. À, bố đen á? Có nghĩa là xuống muốn ăn cái món đấy mà con lại không ấy được, giờ nó nở mất rồi làm nào chả nhét thịt à. Thế từ đầu năm bố cho hai con cháu đấy thì hay là mổ đi một con được. Bố bảo thịt hẳn con chó á? Ừ. Trời, thế nào chó thì có cái gì? Cái đấy thì lúc sáng con định bảo vợ con đấy, bảo đun nước đi xem ông xuống để xem bắt con chó để thịt. Nó lại vừa đi giống được mấy hôm nay, thế con... Thế cả hai con đi giống đó à? Không có một con nó đi giống, còn cái con đực kia gì? Thịt con đực đang được, một con đực đây. Nhưng mà bố bảo thịt cái con đực kia, con tính là nghe cũng không ổn cho lắm. Bởi vì là hai con nó sống cùng nhau, nó hay tranh nhau ăn, nó mới nhanh lớn. Bây giờ lại thịt một con để một con lại, thì cái con kia nó không biết tranh nhau với ai nữa, là nó sẽ gầy. Nó sự ảnh hưởng bố ạ. Thế là để nó tranh nhau ăn, nên là bố con mình không có gì thịt ăn à? Có, hết đi, không dùng được cái món đấy thì mình chuyển cái những cái món khác nó dễ ăn hơn. Thì bố chăm có khi để con ủ ra chợ, con mua chịu lấy ít đồ ăn trịnh soạn về bố con mình ngồi cho nhanh được. Bây giờ con đi ra mua cái gì vớ vẩn thế không được mà. Vâng, vâng. Không phải cầu kỳ đâu nhé. Vâng, vâng, vâng. Mua lấy khoảng cân thịt bò với cân thịt trâu thôi. Không phải mua cái gì vớ vẩn cầu kỳ quá đâu. Vâng, cái gì? Thế bố cứ xem ở nhà uống nước đợi con tí. Ôi. Tiền thì chả thấy con đồng nào.
mà sao mình lại có được bố vợ thế nào mà toàn những thích ăn cái món nó độc nó lạ so với mình thế không biết được. Trời nắng oi bức thế này, thịt trâu thịt bò nó ôi hết lại cứ thích đòi ăn cái món đấy, nó hôi rích ra chứ. Sao ế ẩm thế nhỉ? Sáng nó giờ chả ai. Cô chủ ơi. À, anh ơi, anh mua gì đây? Trời ơi. Anh mua gì? Bán cho tôi mỗi thứ một. Mỗi loại một thứ. Mỗi loại một thứ á? Cái này nào anh? Mỗi thứ một tí. Cho nhưng mà mỗi thứ một tí là khoảng bao nhiêu? Mỗi thứ một tí là có nghĩa là khoảng một cân đấy. Thế bây giờ có thịt trâu thịt bò không? Thịt trâu thịt bò chắc không có đâu anh ạ. Thế thì đấy, thì lấy luôn đi cho dùng cái. Vâng, anh chờ em tí nhá. Nhanh giúp vâng. Giang cái. Một cân, mốt giò một cân, có thịt lợn một cân nữa anh. Không phải là mỗi thứ một cân mà mỗi thứ một tí để cho nó được một cân đấy. Cô này không nghe cho thế nào, cân cái này nó được khoảng 5 lạng rồi, thế là được rồi. Thế một tí thịt nữa là chẳng hạn như là 5 lạng mốt. Với lại cộng thêm tí cả nữa, cô cho mỗi thứ một cân thế ăn hết thế nào được nhỉ? Có hai bố con uống rượu thôi mà. Tóm lại là bây giờ ý anh là như thế nào? Ý của tôi là cô nhặt cho tôi nó khoảng một cân tất cả. Thế là mỗi thứ một ít. Rồi. Để cộng thành một cân. Ừ. Cái gì? Anh nói rõ luôn từ đầu. Nhanh hiểu thế thì có phải. À mà này, tôi bảo thịt xà các thứ thế rồi. Hay là anh mua cho con gà này đi. Gà ngon lắm đây này. Ôi đúng na đúng đính toàn thịt thôi. Gà này là gà Tây đúng không? Tôi nhìn tôi đã biết rồi. Nhà tôi còn anh sành ăn đấy. Lấy nha, lấy cả con. Không đi. Không. Ở nhà tôi thì thiếu gì gà, gà ta đồng hoàng còn chả muốn thịt mà ăn lại còn ăn gà Tây về thì cứ mà bôi xấu mặt tôi ra. Có ông bố vợ xuống chơi thì cứ muốn là tưởng có thịt bò trước thì hái cho 2-3 cân về ăn nhúng. Ở đây lại không có chứ có đâu. Từ xưa đến nay có bao giờ bán thịt bò đâu mà. Thôi rồi thì bây giờ lấy thịt đúng không? Thôi được rồi, thế thì đấy xem cái cô có thịt gì đấy. Đây, hay là anh ăn miếng nách này cho em đi. Không phải ngửi. Nách của cô hôi lắm. Anh nói thế nào chứ lị. Mà nách của cô toàn lông đây này. Chả chạch ăn. Thì em làm lông sống thì nó chả lắm lông. Hay là anh ăn cho em miếng mông. Đâu, miếng mông của chị là miếng nào đấy? Đây à? Đây, mông đây. Ôi, mông chị mỡ lắm. Nhìn trắng héo này. Ăn thế nào được, nó ngấy, nhìn đã ngấy rồi, dùng mình rồi. Chị lại bảo em ăn cái mông đó chị. Thế thì hay là nếu mà ba chỉ, hay là anh ăn đấy, nạc không đi. Nạc không nó lại khô. Gớm nữa anh cầu kỳ quá, thế bây giờ anh ăn cái gì? Thì nói chị thông cảm. Cũng lâu lâu có ông bố vợ thỉnh thoảng xuống chuốt. Thì mình cũng phải làm cái món gì cho nó đồng hàng, cho nó ngon chứ. Ủa đồ nhất còn ông con rể rồi nhá. Nào thì bây giờ anh muốn ăn cái gì thì anh nói luôn đi. Tôi còn bao nhiêu khách rồi đếm kìa. Được rồi, thế thì chị xem có đậu phụ không cho em đôi ba miếng. Cái đấy nó hợp khẩu vị với lại ông già. Bởi vì là nó bị trắng nó yếu. Thế mà tưởng là anh đã bố vợ cái gì món gì đặc biệt lắm. Rồi đấy, chị cứ lấy cho tôi ba cái miếng đậu phụ đấy. Cho nó được khoảng gần một cân đúng không chị? Vì đậu phụ thì tôi bán miếng chứ không bán cân đâu đấy nhá. Vâng, thì ba miếng thì nó cũng gần được một cân. Thật sự là em là muốn bảo vệ cái sức khỏe cho ông. Mệt quá còn ba miếng đậu ấy. Nắng nuôi này đúng thật chị là tôi nghĩ mãi mới ra được những cái món này để ăn cho nó mát. Đúng rồi, về mà hai bố con mà nhâm nhi với ba bìa đậu với lại ít muối chấm thì rượu vào lắm đấy. Anh lấy thêm gì nữa không? Anh có lấy thịt không? Có chứ. Phải có thịt đậu rồi nó mới ngon chứ. Đây, cho hẳn một cái này cho nó đấy. Vâng. Thế chị giúp em chị cân tất cái chỗ này cho em cái. Được bao nhiêu em lấy tất.
Về em một nửa đấy là em sẽ nấu canh rau ngót cho nó ngọt nước, rồi một nửa em sẽ chốt đậu cà chua. Anh lấy một miếng này thôi á? Thế là nhiều lắm rồi, lại còn thế nào nữa. Em ngại chị là mời lắm, chả nhẽ là em không lấy thịt. Bởi vì thịt giờ nó ăn nó cũng chán. Chị ạ, chị cân đàng hoàng một tí cho cái... Cân đàng hoàng, cân bán hàng bao nhiêu lâu nay mà. Cái cân này nó không chuẩn sao đây, nó cứ cựa cái kim. Cựa thì anh cứ đụng vào thì nó chả cựa. Đây có nửa lạng thôi. Chưa được nửa lạng đâu. Thì nửa lạng đấy mà. Đây mới được, còn phải thiếu một tí nữa mới được nửa lạng. Thế hay là tôi cắt cho thêm tròn một lạng nhá. Thôi được rồi. Mà cắt thêm tròn một lạng cho nó được nhiều chứ ai có tí thịt này, anh sốt đậu này. Thôi thế thôi chị ạ, cho em tí hành để cho nó thơm. Đấy, bởi vì các ông ăn thịt nặng bây giờ nó dính răng. Mà hành nó dai lắm. Các ông ăn không quen thì em cũng chỉ mua về cho nó có chất. Thôi được rồi. Thể này được bố bảo xuống thì quý hóa quá còn gì nữa. Mình cũng phải quan tâm ông một tí chứ. Mình lấy hạt con gái ông ấy về chung sống với mình chứ có phải ít đâu. Đây 1.000 hành. Thôi, em chỉ xin thế này thôi. Gọi là bán nó phải có khuyến mại chứ. Lại còn tính tiền 1.000 làm gì? 1.000 bạc. Ôi dồi, thế thì bán hàng cho anh như thế này, người người như anh thì tôi chết. Đấy, chị cộng sổ đi cho em đấy. Cộng sổ? Cái này là 9.000, cái này nửa lạng thịt là... Cái này của anh, ôi hết chưa đến 20.000. Chết, chưa đến hẳn 20.000 á? Chưa, mà một bữa ăn mà được bố vợ xuống mà anh ăn chưa đến 20.000 đến này. Là đàn ông trụ cột trong gia đình mà không có cái đầu óc tính toán thì cứ phung phí hết tất cả thì... Nhưng mà mấy khi thì... Miệng ăn núi lở, chị có biết không? Nghe anh nói thì chắc nhà anh cũng có điều kiện lắm nhỉ? Chị... Cho lên thì cũng chẳng bằng ai, mà cho xuống thì cũng chẳng ai bằng mình. Thì cũng thật sự là đang định là gửi tí tiền vào ngân hàng, còn thiếu mất độ khoảng 200 nữa thì... Nó thiếu mất khoảng 200.000 nữa thì nó đủ được khoảng 10 triệu tròn để gửi cho ngân hàng cho bó cái tiền lãi hàng tháng mà giờ ông lại xuống thế có đau không? Ôi giời, tôi như anh thì gửi 9 triệu thôi, còn lại cái 800 đấy thì để mà ăn mà tiêu, lại còn cóp nhặt làm gì? Đấy là việc nhà tôi, buồn cười. Vợ anh có phúc thật đấy, mới lấy được anh. Ôi, đồng hoàng thế mà hết gần 20.000 bạc chứ ít à? Ôi, mày đi đứng cái kiểu gì đấy? Đi đến ngõ rồi phải bóp còi chứ. Ủa kiểu nát hết đậu rồi. Mày bóp còi thì mày phải bảo chứ. Mày tự nhiên mày bóp còi đột xuất thế thì làm tao giật mình thì chắc tránh được cả. Cái góc này nó khuất, tôi đi thì phải bóp còi. Anh đi anh phải để ý. May là không được gì đấy. Nát hết đậu của tao rồi. Thực tôi ra mua bìa khác. Mua cái gì? Bây giờ tao lấy đâu ra tiền nữa? Ôi mày không biết mày bắt đền cho tao đi. Tao mua hết cái chỗ này là hàng 100.000 bạc chứ ít à. Cái gì mà 100.000 có mớ đậu ngót mấy bây giờ 100.000? Không phải tao quan trọng cái 100.000 đấy của mày, hiểu không? Mà quan trọng là xem nó có ảnh hưởng chấn thương cái phần mềm của tao hay không ấy. Có vấn đề gì không? Anh cầm cái đậu, tôi đền cho anh 100.000. Cho nó xong đi, cơm thật. Đây. Cả đấy. Sức khỏe của ta mà có 100.000 à? Thế nên là quá nhiều rồi đấy. Mà tôi có đâm vào anh đâu. Đúng là tôi không bắt đền, không đền cho anh đâu. Nhưng mà nguyên nhân là cho mày bóp còi đột xuất. Mày phải bảo tao để tao còn tránh chứ. Thì tóm lại là anh có cần 100 không? Không tôi đi đây. Được rồi. Khổ quá. Đấy là chỗ anh em, đấy là nó cũng là cái không may. Thế cho nó nhanh lại cần. Lần sau cô nhớ nhá, đi đến cái ngã ba ngã bảy là phải muốn bóp còi thì cũng phải nói với người ta một tiếng để người mà ta tôi cũng nhận. Bảo anh ấy từ lần sau đến ngã ba là xuống mà tắt chứ đừng có đi. Người ta đi xe đạp thì tốc độ nó vừa phải thôi chứ không biết xe có bị thế nào không. Đây này, đây
mày xem từ từ đó. Cái gì nữa? Mày xem xe của tao kéo nó còn bị hỏng rồi ấy, nó còn bị nan hoa cắm vào vành rồi đây này. Đang chưa nắng, nan hoa nó thì cắm vào vành cắm vào đâu. Kể nó xảy ra cái tai nạn nhỏ thế mà cũng hay đấy chứ, lại thêm phần kinh tế cho gia đình. Nhưng mà nát hết cả đậu rồi, này thì ăn thế nào được nữa đây. Gần 20.000 bạc chứ đâu. Được rồi, lại phải quay lại kia xem có cái gì để mua thôi.